Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip so sánh giữa hai sản phẩm. Thứ nhất là một sản phẩm là cái sản phẩm mình đang bán là đông trùng hạ thảo mà dạng trà túi lọc, và thứ hai là đông trùng hạ thảo dạng túi lọc nhưng mà nó là dạng sợi vụn nha, tức là sợi nguyên nó bị gãy ra thì mình sẽ đưa nó xuống sản phẩm này. Thì giá thì mình sẽ để trong cái link mô tả. Còn bây giờ mình sẽ làm so sánh, thì để mà thực hiện cho nó cái màu cũng dễ thấy hơn, màu đậm hơn, cũng như là cái ấy hơn. Mình sẽ pha mỗi thứ là hai gói. Thứ nhất là đây là cái sợi vụn ha, sợi vụn thì mình sẽ thấy nó đỏ hơn nha. Đó, mình sẽ pha hai gói, mình cho vô đây rồi. Đây là trà ha, cũng hai gói nhưng mà cái màu thì nó sẽ đậm đen hơn xíu. Rồi, hai gói thì mỗi gói là khoảng 2 gram nha các bạn. Thì coi như là một cái bình này là mình đang pha 4 gram thì nó hơi đậm đó. Thông thường mình uống mỗi lần nó sẽ 2 gram thôi. Thời gian để cho nó đây là những sợi vụn mà đây là trà mà. Các bạn thấy cái màu lúc đầu nó đổi màu rồi đó. Thì đây mình pha một lượng nước là khoảng 150 ml thôi. Đó, các bạn thấy màu bắt đầu nó đổi chưa? Thì đối với sợi vụn á thì cái màu nó sẽ bắt đầu ra nhanh hơn và đậm hơn, cho nên giá thành của nó mắc hơn. Thì thường một cái gói khoảng 1-2 gram như vậy mình sẽ bán với giá 10-20.000. Đối với 1 gram là 10.000, 2 gram là 20.000. Mỗi lần mình uống như vậy. Còn đối với cái trà thì nó sẽ rẻ hơn. Một cái hộp của nó là 25 gói thì bán với giá là khoảng 60-70 nghìn. Thì tính ra là cái giá của một cái gói trà đó nó khoảng 3-4 nghìn một gói. Tức là nó rẻ hơn cái gói kia tới khoảng 2-3 lần nha các bạn. Thì các bạn thấy đó, cái hàm lượng cũng như là cái màu sắc của nó, rồi cũng như cái dinh dưỡng của nó sẽ khác nhau thôi. Đây là những sản phẩm mà mình hiện tại đang bán thôi, công ty mình đang bán. Các bạn thấy này đổi màu rồi đó. những cái sản phẩm mà dạng túi lọc như vậy thì là do nó có dạng bột như là gãy vụn, cho nên nó cái màu nó sẽ hơi bị đục, không có trong so với cái loại sợi như các bạn. Cho nên vì sao cái giá nó rẻ hơn nó nhiều lần. Ví dụ cái này 10.000 thì cái loại 1 nó tới 50.000, nó mắc tới 5 lần luôn. Sau khoảng 6-7 phút mình bắt đầu mình pha thì các bạn thấy cái màu đó, nó đổi màu rồi đó. Thì đối với trà thì cái màu nó sẽ nhợt hơn nha. Đó. Tiền nào của nấy thôi các bạn ơi. Uống mình cảm nhận cái hương vị cũng như là cái sơ sơ của nó. Còn muốn đậm đặc hơn thì các bạn uống cái sản phẩm này. Dạng sợi vụn túi lọc đó, các bạn thấy không? Đó, cái màu nó rất là đỏ đậm. Giá mình sẽ để phần link mô tả, còn qua quá trình sử dụng thì mọi người sẽ biết ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.